Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một cái code. Thì các bạn phải vào cái game này, cái link game thì mình sẽ để ở phần mô tả. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến đây. Vô. Xong rồi sẽ chọn cái phần redeem code nhé. Và gõ T-E. Đây. Gõ như này nha. Và chúng ta sẽ tích. Xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào avatar review cho các bạn xem nhé. Ok, và bây giờ mình đã vào phần avatar. Đây sẽ là cái vật phẩm mà chúng ta sẽ nhận được. Nó nằm ở cái phần pack nhé. Đây. Ok chưa nè. Rồi chúc các bạn nhập code thành công nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Và có vật phẩm gì mới nữa thì mình sẽ làm video tiếp theo. Bye bye.